Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, những loài động vật hoang dã ở châu Phi đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng khi chúng luôn gặp nguy hiểm bởi những kẻ săn trộm. Giống như mới đây thì 14 con voi ở Zimbabwe đã bị những kẻ săn trộm giết hại bằng loại độc cyanua. Những người quản lý vườn quốc gia Zimbabwe cho biết có 11 con voi đã bị đầu độc ở tại vườn quốc gia Wen, nơi mà chú sư tử Cecil bị giết hại vào hồi tháng 7 vừa qua. Ba con voi khác được phát hiện bị đầu độc tại vườn quốc gia Matusarona ở tại miền Tây Zimbabwe. Cơ quan quản lý động vật hoang dã và cảnh sát Zimbabwe cho biết họ đã bắt giữ được 5 nghi phạm trong vụ giết hại 14 con voi này. Đây không phải lần đầu tiên những kẻ săn trộm sử dụng độc cyanua để giết hại những loài động vật hoang dã. Trước đó vào năm 2013, khoảng 300 con voi thuộc vườn quốc gia Wen cũng đã bị giết hại bằng loại độc này để lấy nhà.